đến với Tây Nguyên, một vùng đất núi non hùng vĩ cùng với những cao nguyên đất đỏ Ba Gian, chính là nơi sản sinh ra những vị cà phê Việt Nam được bạn bè trên cả thế giới say mê. Khi đặt chân đến đây, đâu đâu ta cũng có thể bắt gặp được những đồi cà phê xanh trải dài đến bất tận, là nguồn thu nhập chính của những người dân nơi đây. Tuy nhiên, sự khai thác quá mức của con người cùng với việc lạm dụng phân bón hóa học đã biến nhiều vùng đất Ba Gian màu mỡ ấy dần chết đi. Vậy, làm thế nào mà một số những người nông dân vẫn giữ được những nguồn cà phê xanh sạch ấy? Thì các bạn hãy cùng theo chân chúng tôi đi tìm hiểu nhé! Xin chào các bạn! Mình là cây cà phê được sản xuất theo phương thức hữu cơ. Mình cùng các bạn ở đây đều lớn lên khỏe mạnh nhờ sự phối hợp nhịp nhàng với các bạn cây rừng và cây cỏ. Cùng với nhau, chúng mình tạo thành một hệ thống để giảm thiểu xói mòn đất, chống biến đổi khí hậu và là nguồn cung cấp thực phẩm lành mạnh cho nhiều loài vật ở đây. Vào mùa lũ, nước trên núi đổ xuống rất là mạnh. Chúng mình cùng các bạn cây rừng gồng mình lên đã hạn chế tốc độ dòng chảy, giữ đất đai và đồng thời điều tiết lũ, giảm thiểu thiệt hại cho con người. Cứ mỗi năm một lần, chúng mình cùng trao tặng cho các bác nông dân những sản phẩm cà phê chất lượng, tạo ra nhiều loại thức uống ngon để phục vụ đời sống của con người, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân. Không chỉ vậy, các bác nông dân ở đây thu hoạch chúng mình bằng một cách hết sức đặc biệt, đó là chỉ lựa chọn những trái chín đỏ trên cây, sau đó cẩn thận chế biến, phơi trên giàn và tự rang xay để đưa đến cho người tiêu dùng cốc cà phê có chất lượng cao hơn và giá tốt hơn. Sau mỗi mùa vụ, vỏ của trái cà phê được các bạn tiếp tục ủ làm phân hữu cơ và trả lại cho đất phần nào đã lấy đi. Vì vậy mà chúng mình được phát triển một cách bền vững hơn. Các bạn thấy đấy, để tạo ra được những hạt cà phê sạch hay những loại rau củ từ nông nghiệp hữu cơ, tuy tốn nhiều công sức nhưng giá trị mà nó mang lại là điều không thể phủ nhận. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe của bạn và những người xung quanh, bạn nên ứng dụng ngay những cách trồng hữu cơ này ở gia đình mình hoặc lựa chọn những sản phẩm hữu cơ ngay chính tại địa phương mình. Hãy cùng chúng tôi tạo ra một nền nông nghiệp hữu cơ an toàn nhé!